Các bạn vừa xem xong clip ghi lại quá trình điều trị em cũng bị nhiễm trùng máu do Elijah Canis gây ra. Bây giờ mình sẽ giới thiệu sơ qua về bệnh này và cách điều trị bệnh này tại nhà. Elijah Canis hay còn gọi tắt là Ekanis hay còn gọi là nhiễm trùng máu. Đây là một loại vi khuẩn ký sinh ở trong máu, là một bệnh truyền nhiễm do ve gây ra. Tất cả loại vi khuẩn này sống ký sinh ở trên loại ve. Khi loại ve này hút máu cũng của bạn thì sẽ truyền một bệnh này vào cơ thể cũng và gây bệnh cho cũng. Hiện nay thì bệnh này xảy ra rất là phổ biến, bởi vậy mình thường nói đùa rằng là bệnh này là bệnh quốc dân. Nó xảy ra ở mọi lứa tuổi, từ cún nhỏ đến cún già đều có khả năng mắc phải. Chỉ cần một con ve có một mình hút máu cún của bạn thì đã có thể gây bệnh. Do đó bệnh này rất là nguy hiểm. Nó xảy ra ở mọi lứa tuổi thì bệnh này chỉ xuất hiện ở cún, không xuất hiện ở mèo. Tuy nhiên, nhiều chủng ký sinh trong máu khác cũng gây nhiễm trùng máu cho mèo thông qua lo và chết. Lây lan nhanh, tỷ lệ chết cao nếu không điều trị kịp thời. Nếu phát hiện sớm và điều trị đúng liệu trình thì bệnh hầu như được điều trị khỏi 100%. Tuy nhiên, bệnh rất dễ mắc lại nếu điều trị không đủ liệu trình hoặc môi trường xung quanh vẫn còn ve mang bệnh. Phần triệu chứng thì thường thấy là xuất hiện lấm chấm ở bụng, mắc hơi đục xanh, nhạt ăn, mệt mỏi. Thì triệu chứng thường là rất là nhiều. Thường thấy nhất là xuất hiện nhất ở vùng bụng, ngoài ra còn thể xuất hiện lấm chấm ở niêm mạc mắt, miệng. Nếu để ý kỹ các bạn sẽ thấy con người của mắt sẽ có màu hơi đục xanh. Khi mắc bệnh này thì cũng sẽ nhạt ăn, ít chơi đùa, ngủ nhiều hơn bình thường. Nếu nặng thì cũng thường chảy máu mũi ồ ạt. Đặc điểm rõ nhất của bệnh này là các bạn đi xét nghiệm máu sẽ thấy tiểu cầu giảm thấp so với bình thường. Phòng bệnh thì phòng trừ ve cho cún bằng nhỏ gáy Fronin hoặc là viên nhai Nega 1 tháng 1 lần. Biện pháp này thì chỉ để phòng hộ giảm khả năng ve bám vào cún và hút máu. Tuy nhiên, theo mình nghĩ thì tốt nhất các bạn nên hạn chế cún tiếp xúc với những cún bị nhiễm bệnh. Điều trị thì dùng doxycycline 100 mg, liều dùng là 10 mg trên 1 cân ngày 1 lần trong 30 ngày. Tức là ví dụ như cún của bạn 10 cân thì các bạn sẽ cho uống một viên doxycycline ngày 1 lần và uống trong vòng 30 ngày. Nếu cún của bạn từ 20 cân trở lên thì các bạn sẽ cho uống sáng 1 viên, tối 1 viên. Đặc biệt là các bạn chú ý là phải cho uống liên tục trong vòng 30 ngày. Thuốc thứ hai đó là prednisolone 5 mg, liều dùng là 1 mg trên 1 cân ngày 1 lần, uống trong vòng 5 ngày. Thuốc này thì các bạn nên cho uống sau khi ăn và nên cho uống vào buổi sáng. Thuốc thứ ba đó là bucanid, cho uống ngày 1 viên trong vòng 30 ngày. Chú ý liều dùng ở các thuốc ở trên cũng như các thuốc mà bữa giờ mình chia sẻ chỉ mang tính chất là tham khảo, bởi vì tùy tình trạng con vật mà mình sẽ điều chỉnh liều dùng sao cho phù hợp, đảm bảo tốt nhất cho con cún của bạn. Bệnh này thì khi phát hiện ở giai đoạn sớm thì các bạn có thể điều trị tại nhà. Tỷ lệ thành công thì cũng giống như điều trị ở phòng khám. Tuy nhiên, khi cún chảy máu mũi nhiều hay là quá yếu thì bạn nên đem đến phòng khám để cấp máu cũng như là truyền máu cho cún. Cảm ơn các bạn đã xem video này. Nếu thấy hay thì hãy like, share để ủng hộ mình ra những clip khác. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo. Bye!